VinFast vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý 1 với doanh thu quý 7.264 tỷ đồng. Trong quý 1, doanh số bán xe VinFast đứng top 1 và giao gần 9.700 xe ô tô điện, trong đó tại Việt Nam bán 8.200 xe, thị trường Mỹ và Canada khoảng 1.500 xe, tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023. VinFast đang mở rộng hiện diện tại thị trường như Indonesia, Thái Lan, Trung Đông và Châu Phi, Ấn Độ. Tại Thái Lan, VinFast ký ý định thư hợp tác với 15 đại lý để hướng tới khai thác 22 cửa hàng ở Bangkok. Trong quý 1, VinFast đã ký hợp đồng phân phối với 10 đại lý mới, nâng tổng số đối tác đại lý lên 16 ở 7 bang tại Mỹ, bao gồm North Carolina, New York, Texas, Florida, Kansas, Connecticut và Kentucky. Các đại lý ký mới sẽ mở bán từ quý 2. Dân số các hãng khác như sau. Hyundai bán 7.910 xe, Toyota bán 7.321 xe, Ford bán 7.012 xe, Kia bán 6.279 xe, Honda bán 6.119 xe, Mitsubishi bán 6.050 xe, Mazda bán 5.677 xe, Suzuki bán 2.184 xe, Peugeot bán 622 xe, Isuzu bán 111 xe. VinFast mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024. VinFast đã đặt ra các kế hoạch rõ ràng và giữ mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024 với doanh số sẽ chủ yếu được ghi nhận vào nửa cuối năm nhờ mạng lưới bán lẻ đang mở rộng nhanh chóng, các mẫu xe mới hướng đến tập khách hàng đông đảo hơn và việc thâm nhập vào những thị trường mới. Về sản phẩm, VinFast dự kiến mang tới thị trường Việt Nam mẫu mini VF3 được công chúng mong đợi, ra mắt VF9 và VF7 tại thị trường Bắc Mỹ. Về hạ tầng chạm sạc, vào tháng 3, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinFast Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ sạc cho các dòng xe VinFast, cũng như hướng tới việc cho phép các hãng xe khác sạc tại trạm sạc VinFast. Thông qua việc giảm chi phí vốn đầu tư dành cho cơ sở hạ tầng, VinFast có thể tập trung cao độ và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.